Đằng sau China cũng là những khu nhà triệu đô khác, nhưng mà cái những cái khu này nhà nó nhỏ hơn, nhưng mà cái địa điểm của nó rất là đẹp và cái view của nó là tuyệt vời. Đó, cái view của nó trước mặt là biển. Bất cứ chỗ nào mà đối diện có view biển là nhà triệu đô rồi. Đây là bên trong của khu nhà triệu đô. Đây là những căn penthouse. Đây là một lối đi vào của căn penthouse. Tất cả lối đi vào cũng đều nhỏ thôi, vì nó muốn dùng diện tích nhiều nhất để cho những người ở trong đây được sử dụng một cách tốt nhất. Mình đang cầm điện thoại iPhone, chắc iPhone 10 hay 11 gì, mình mua năm ngoái. Mình đã xài được 1 năm rồi. Năm nay thì mình có iPhone 12, nhưng mà mình quen xài cái này cho nên vẫn hạn chế chưa xài phone mới. Và mình cũng có phone Samsung nữa, cũng để chỉ làm YouTube chứ không có xài. Hiện tại mình vẫn thích cái phone cũ này của mình, vì tất cả chức năng edit movie hay cái gì trong cái phone này mình sử dụng nó thành thạo hơn, cho nên mình thích. Ở đây là cầu thang máy của penthouse. Còn đây là cửa đi vào của một căn penthouse. Thông thường một căn penthouse nó cũng khoảng 100m² hoặc 120m² là to nhất. Giá khởi điểm của nó cũng khoảng 1.2-1.5 triệu. Các bạn sẽ chia ra 100m² cho 1.2 triệu thay 1.5 triệu đi, thì tính ra 10m² là 150.000. 150.000 10m², tức là 15.000 1m² đó các bạn. Cái này đi ra đằng trước của penthouse, lối đi vào và cổng đi ra đây. Đằng trước là biển. Những căn nhà triệu đô này ở vùng Manly, những kiểu nhà ở vùng Manly nhìn rất là sang chảnh. Mình nhìn thấy giống như là kiểu resort vậy đấy. Cứ một tầng là một chủ nhà sở hữu. Cái căn penthouse này mình đang đứng trước mặt rất là đẹp, mình rất là thích cho nên mình chụp hình lại. Kiểu cách của nó sang quá à. Balcony của nó kiến không à. Bề ngang của nó không quá rộng, nhưng bề dài của nó là dài mút chỉ luôn. Và nó được cái là đối diện biển, cho nên khi các bạn nằm ngủ các bạn sẽ nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Rất là tốt cho những người mất ngủ. Mình cũng có bạn có một căn penthouse ở vùng Manly này rồi. Mấy năm trước thì cuối tuần nào mình cũng ra đây ăn tiệc tùng. Mở balcony ra ngồi đằng trước, sóng vỗ rì rào dạt dào, nghe đã lắm các bạn ơi. Còn phòng ngủ của nó là cuối đằng sau, cho nên khi các bạn ngủ các bạn không muốn nghe tiếng ồn ào nữa thì các bạn vô cái phòng ngủ cuối cùng. Và cái đằng trước mặt đó là phòng khách, phòng ăn. Nó chia và nó thiết kế rất là hay. Mặc dù bề ngang rất là nhỏ nhưng mà thiết kế của nó rất là tốt cho một cuộc sống của con người. Và nó giúp cho tiếng ồn không quá ồn. Và nếu các bạn muốn nghe tiếng biển vẫn có thể nghe được tiếng biển được. Phòng ngủ nó sẽ làm phía sau. Thông thường những căn penthouse này nó sẽ có 2 đến 3 phòng, tùy giá tiền của các bạn bỏ ra. Và trung bình là 1.000.000 đồng một căn. Ở biển Manly thì có thể giá 2.000.000 đồng một căn. Manly sẽ mắc hơn một chút, vì đây rất là tiện lợi để mà đi đến city. Trước khi bạn muốn vào penthouse, bạn phải có một con chip. Hoặc nếu bạn tới chơi thì bạn sẽ bấm số nhà và người ta sẽ mở ra. An ninh của nó rất là tốt. Cái này phía bên trong cổng. Mình thích cái kiểu nhà này. Đây là bên trong khi bạn đi vào. Lối đi vào cũng lúc nào cũng nhỏ thôi, vì họ muốn sử dụng hết tất cả đất, vì đất mắc quá mà. Cái này là đối diện biển Manly đó các bạn.
một dọc dãy bên lì sẽ có những căn nhà penthouse như thế này, rất là đẹp. Bạn sẽ không thấy một căn nhà riêng biệt đâu, vì giá nhà mắc quá cho nên những chủ đầu tư họ đã mua hết những căn nhà đơn lẻ để mà quy hoạch thành một nơi có nhiều penthouse và nhiều tầng. Đây là những căn nhà chung cư triệu đô khác. Những cây dừa của họ trồng quá đẹp luôn á. Cái này phải trồng mười mấy năm mới cao được như thế này, hoặc họ mua cao sẵn rồi và họ chỉ trồng xuống thôi. Đây là những kiểu nhà khác của khu nhà giàu vùng biển Manly. Biển Manly nó có nhiều mặt cho nên nó có rất là nhiều nhà sang trọng. Nó có mặt biển để cho các bạn tắm, lướt sóng, và nó có mặt biển để cho phà cập bến cũng như ăn uống. Bên đó cũng các bạn cũng có thể tắm và bơi lội bên đấy nữa. Nhưng mà lướt sóng thì họ sẽ tập trung vào biển phía bên này nhiều hơn. Đây là những căn chung cư triệu đô khác này các bạn. Ở những con đường này là con đường đắt đỏ và đẹp. Phòng của nó đa số đều có phòng tắm bên trong đó các bạn. Mình đã ở khu này rồi, vì bạn của bạn mình có một căn penthouse ở ngay biển đối diện, biển Manly nè. Đậu xe thì nó ở dưới hầm, đường đậu xe chật lắm và nó cong 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 cong. Thì khi mà mình tới đây mình chơi, mình đậu xe dưới đó và mình chạy ra, thì với tài năng lái xe quá điêu luyện của mình thì xe mình đã bị cà vào bức tường khi mình chạy lên vì nó cong quá, cong và nhỏ. Cho nên những từng hầm mà đậu xe rất là khó khăn đi vào cho những người lái xe quá giỏi như mình. Có những từng hầm nếu mà tới lần đầu tiên để đậu xe nó nhỏ hẹp lắm các bạn. Mình thấy đậu xe bên ngoài dễ hơn. Đậu xe bên ngoài nếu các bạn không phải là cư dân ở đây thì các bạn sẽ phải trả tiền một tiếng là 7 đồng. Nếu các bạn ở vùng biển phía Bắc và các bạn sở hữu những căn nhà hoặc căn shop thì các bạn sẽ được 2 vé đậu xe miễn phí, vì họ quy hoạch cho một nhà có 2 xe. Thì mình có khoảng 10 vé miễn phí đậu xe cho khu của mình. Đến khu này cũng vậy, mình cũng được miễn phí đậu xe ở đây luôn. Nói miễn phí chứ cũng chả miễn phí đâu, vì một năm một căn nhà mình phải đóng cho council là khoảng 10.000 cho một năm. Càng nhiều thì đóng cho càng nhiều. Càng nhiều vé thì các bạn phải đóng cho càng nhiều tiền cho một năm council. Để được miễn phí như thế này cũng chả phải là rẻ gì. Cho nên nếu những người nào nghĩ là 7 đồng một tiếng mắc thì các bạn tính đi, các bạn mua nhà và các bạn trả 10.000 một năm thì cái nào mắc hơn, cái nào rẻ hơn? Mình đang đứng ở trong sảnh của một penthouse và mình đang quay vòng quanh cái sảnh penthouse. Trong cái dãy này mình thích hai căn penthouse. Đó là căn hồi nãy mình bước đi vào và cái căn này nữa. Bây giờ thì mình bước đi ra khỏi khu này. Vì mình mới đi làm cái nghề YouTube cho nên những kinh nghiệm và cuộc sống và học hỏi của mình nó cũng chỉ giới hạn. Cho nên những video của mình nhìn rất là đơn sơ và cách quay, cách ghép của mình nó rất là bình thường. Hy vọng cả nhà có những kiểu nhà mình thích.
Bây giờ phải nói lời chào tạm biệt với cả nhà thôi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào cả nhà và hẹn gặp ngày mai.